tin xấu đến với Ukraine trên khắp các mặt trận. Vì sao Mỹ xé rào khi Ukraine chiến đấu với một tay bị trói sau lưng? Những lá bài mà cả Nga muốn thâu tóm trước khi ông Trump nhậm chức. Châu Âu thảo luận kín xoay chuyển lập trường, ông Trump vẫn là ẩn số, Ukraine đối mặt vấn đề sống còn. Nga phản ứng sau khi Mỹ cho phép Ukraine tấn công bằng tên lửa tầm xa. Nga đang giành được lợi thế tại các điểm then chốt dọc theo tiền tuyến miền Đông và Đông Nam Ukraine, đồng thời liên tục tiến hành các đợt không kích nhằm vào các thành phố khác của Ukraine. Cùng lúc đó, Moscow đang chuẩn bị phát động một cuộc phản công ở khu vực Kursk, miền Nam nước Nga, nơi diễn ra thành công quân sự lớn duy nhất của Kiev trong năm nay. Moscow đã triển khai gần 50.000 quân đến Kursk, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết. Số lượng này được tăng cường nhờ quân đội Triều Tiên mới đến. Chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh nói với CNN rằng người Nga hiện đang nắm quyền chủ động trên khắp tiền tuyến. Họ đã khai thác thành công những lợi thế chiến thuật và đang củng cố những lợi thế chiến thuật đó. Badoz cũng cho biết lợi thế của Nga trên chiến trường khiến Ukraine không thể chuẩn bị cho một cuộc phản công có thể xảy ra. Người Nga là những người hành động và họ đang buộc người Ukraine phải phản ứng. Đó không phải là điều tốt vì bạn thua cuộc bằng cách liên tục ở thế phòng thủ. Bạn chỉ dồn vào chân tường và phải lựa chọn giữa một loạt các lựa chọn tồi tệ, ông Badoz nói thêm. Tình hình đặc biệt tồi tệ xung quanh Kupian, thành phố quan trọng ở Đông Bắc này một lần nữa, có nguy cơ rơi vào tay Nga sau khi được quân đội Ukraine giải phóng vào tháng 9 năm 2022, sau hơn 6 tháng nằm dưới sự chiếm đóng của Nga. Kupian nằm trên ngã tư của hai tuyến đường tiếp tế chính và sông Oskin, tạo thành một đặc điểm phòng thủ quan trọng trong khu vực. Việc chiếm được Kupian sẽ giúp Nga dễ dàng tiến sâu hơn vào khu vực Kharkov. Điều đó sẽ gây thêm áp lực cho Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, nơi bị máy bay không người lái và tên lửa của Nga tấn công gần như hàng ngày. Hãng thông tấn nhà nước Nga đưa tin rằng quân đội Nga đã tiến vào ngoại ô thành phố, mặc dù các quan chức Ukraine khẳng định Kupian vẫn nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của lực lượng họ. Cùng lúc đó, Ukraine đang phải vật lộn để ngăn chặn Nga tiến xa hơn về phía nam, xung quanh thành phố Kudakovi, nơi đã bị bao vây từ ba phía trong nhiều tháng. Đầu tuần này, ông Zelensky gọi tình hình xung quanh Kudakovi là khu vực khó khăn nhất của tiền tuyến. Nhưng trong khi Nga dường như chuẩn bị tiếp quản thành phố trong những ngày hoặc tuần tới, ông Badoz cho biết đây có thể không phải là tổn thất chiến lược đáng kể đối với Kiev vì nó sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến khả năng phòng thủ khu vực rộng lớn hơn của nước này. Ukraine đã chiến đấu quyết liệt ở khu vực này trong những tháng gần đây, mặc dù đã mất đi một số lãnh đạo. Kudakovi nằm cách Podolsk khoảng 40 km về phía nam, một trung tâm hậu cần quan trọng đã nằm trong tầm ngắm của Nga trong nhiều tháng. Đến cuối mùa hè, Podolsk dường như chắc chắn sẽ thất thủ. Tuy nhiên, lực lượng của Kiev hiện tại đã xoay sở để đẩy lùi các cuộc tiến công của Nga ở đó, buộc Moscow phải vẽ lại kế hoạch của mình. Badoz cho biết họ đang nỗ lực chiếm Podolsk vào mùa thu năm nay, nhưng họ đã từ bỏ mục tiêu hoạt động này và thực sự bắt đầu tấn công theo hướng khác. Không chỉ người Nga thất bại, trên thực tế đây là một phần trong hàng phòng thủ rất kiên cường của Ukraine. Kể từ khi chiếm Arika vào đầu năm 2024, Nga chỉ tiến được khoảng 30-40 km sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine. Đó là một bước tiến rất nhỏ so với chi phí khổng lồ mà quân đội Nga phải trả. Theo đánh giá, dựa trên bằng chứng trực quan trên chiến trường, Moscow đã mất khoảng 5 sư đoàn thiết bị cơ giới, tương đương hàng trăm xe tăng và xe chở quân có vũ trang ở khu vực Podolsk chỉ trong năm nay. Badoz cho biết, mất 5 sư đoàn xe tăng và các phương tiện chở quân khác trong suốt một năm chỉ để tiến được khoảng 40 km. Bạn có thể so sánh điều này với tất cả các cuộc tấn công cơ giới lớn khác của thế kỷ 21 và thậm chí cả những trận chiến lớn của Thế chiến thứ hai. Đó thực sự là một thành tích rất tệ hại. Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu và bất chấp sự hỗ trợ từ các đồng minh, Ukraine luôn ở thế yếu về vật chất và nhân lực. Nga có nhiều vũ khí hơn, nhiều đạn dược hơn và nhiều quân hơn. Chiến lược của Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như vẫn đang dần làm suy yếu Ukraine bằng cách vượt trội về vũ khí và chi tiêu, cũng như làm suy yếu các đồng minh phương Tây của nước này. Nhưng nhiều nhà phân tích cho rằng ông Putin có rất ít cơ hội để đạt được mục tiêu này, xét đến những tổn thất to lớn mà Nga đang phải gánh chịu để đạt được ngay cả những tiến bộ nhỏ nhất. Quyết định của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm cho phép Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa có thể khiến xung đột leo thang.
Truyền thông ngày 17 tháng 11 đồng loạt đưa tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đảo ngược chính sách cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do Mỹ viện trợ để tấn công mục tiêu quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Cùng ngày, dẫn nguồn tạo tin cho hay, Anh và Pháp cũng cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tập kích lãnh thổ Nga. Ukraine có kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công tầm xa đầu tiên vào lãnh thổ Nga trong những ngày tới bằng hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội, tên lửa tầm xa mà Washington đã cung cấp cho Kiev. Trước đó, Washington đã từ chối cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa do Mỹ cung cấp vì lo ngại chúng sẽ làm leo thang xung đột. Sự đảo ngược chính sách này diễn ra 2 tháng trước khi Tổng thống Joe Biden trao quyền cho Tổng thống đắc cử Donald Trump, người luôn hoài nghi về viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine. Vì sao Mỹ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tên lửa tầm xa tấn công Nga? Ukraine đã sử dụng hệ thống vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu của Nga trên lãnh thổ Ukraine trong hơn một năm qua. Ukraine cũng sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công các căn cứ không quân ở bán đảo Crimea, nơi Nga đã tuyên bố sáp nhập và là nơi đặt trụ sở hạm đội Biển Đen của Nga. Ngoài ra, các vị trí quân sự của Nga ở khu vực Zaporizhia cũng bị tấn công bằng loại vũ khí này. Tuy nhiên, Mỹ chưa bao giờ cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga cho đến tận thời điểm hiện tại. Tên lửa đạn đạo của nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin là một trong những loại tên lửa mạnh nhất được cung cấp cho Ukraine cho đến nay, có khả năng di chuyển tới 300 km. Ukraine cho rằng việc nước này không được phép sử dụng những vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, cũng giống như việc buộc phải chiến đấu với một tay bị trói sau lưng. Do vậy, Mỹ có thể đã cởi trói cho Ukraine bằng quyết định cho phép tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa. Sự thay đổi chính sách của Mỹ cũng được cho là nhằm đáp trả nghi vấn quân đội Triều Tiên được triển khai gần đây để hỗ trợ Nga tại vùng biên giới Kursk, nơi Ukraine đã mở chiến dịch đột kích và kiểm soát một phần lãnh thổ Nga từ đầu tháng 8. Các cuộc tấn công không được thực hiện bằng lời nói, các tên lửa sẽ tự nói lên điều đó, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố hôm 17 tháng 11. Tên lửa tầm xa sẽ có tác động như thế nào? Ukraine hiện có thể tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, nhiều khả năng là xung quanh khu vực Kursk, nơi lực lượng Ukraine kiểm soát hơn 1.000 km2 lãnh thổ Nga. Các quan chức Mỹ cho biết Kiev sẽ có thể sử dụng tên lửa vũ khí tầm xa để phòng thủ trước cuộc phản công dự kiến của quân đội Nga và Triều Tiên, có thể bắt đầu trong vài ngày tới với mục đích giành lại lãnh thổ Nga. Các lực lượng Ukraine sẽ có thể tấn công các vị trí của Nga tại Kursk, bao gồm quân nhân, cơ sở hạ tầng và kho đạn dược. Việc cung cấp tên lửa, vũ khí tầm xa của Mỹ cho Ukraine có thể sẽ không đủ để xoay chuyển cục diện xung đột. Các vũ khí và thiết bị quân sự của Nga, chẳng hạn máy bay chiến đấu, đã được chuyển đến các sân bay xa hơn bên trong lãnh thổ Nga để chuẩn bị cho việc Mỹ cho phép Kiev tấn công tầm xa. Tuy nhiên, vũ khí này có thể mang lại cho Kiev một số lợi thế vào thời điểm quân đội Nga đang giành được nhiều bước tiến ở phía đông Ukraine và tinh thần chiến đấu của các binh lính đang xuống thấp. Tôi không nghĩ rằng tên lửa này sẽ mang tính quyết định, tuy nhiên đây là một quyết định mang tính biểu tượng, có thể nâng cao mức độ đe dọa và thể hiện sự ủng hộ về mặt quân sự đối với Ukraine. Nó có thể làm tăng chi phí quốc phòng cho Nga, một nhà ngoại giao phương Tây tại Kiev nói. Cựu phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama đã đặt câu hỏi về số lượng đạn dược sẽ được cung cấp. Câu hỏi là họ có bao nhiêu tên lửa? Chúng tôi nghe nói Lầu Năm Góc từng cảnh báo rằng không có nhiều tên lửa như vậy mà họ có thể cung cấp cho Ukraine. Bà Farkas nói thêm rằng tên lửa vũ khí tầm xa có thể tác động về mặt tâm lý ở Ukraine nếu chúng được sử dụng để tấn công các mục tiêu như cầu Kursk nối bán đảo Crimea với đất liền. Việc Mỹ mở rào cho Ukraine cũng dẫn đến hiệu ứng lan tỏa, cho phép Anh và Pháp cấp phép cho Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow để tấn công vào lãnh thổ Nga. Storm Shadow là tên lửa hành trình tầm xa do Pháp, Anh hợp tác sản xuất, có khả năng tương tự tên lửa vũ khí tầm xa của Mỹ. Xung đột có thể leo thang. Chính quyền Tổng thống Joe Biden trong nhiều tháng đã từ chối cho phép Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa vì lo ngại xung đột leo thang. Tổng thống Vladimir Putin đã cảnh báo không nên cho phép Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công Nga. Ông cảnh báo Moscow sẽ coi đó là sự tham gia trực tiếp của các nước NATO vào cuộc chiến ở Ukraine. Điều này sẽ thay đổi đáng kể bản chất của cuộc xung đột. Điều này có nghĩa là các nước NATO, Mỹ và các quốc gia châu Âu đang chiến đấu với Nga. Nga từng đặt ra lằn danh đỏ trước đây cho phương Tây, bao gồm việc cung cấp xe tăng chiến đấu hiện đại và máy bay chiến đấu cho Ukraine.
Tuy nhiên, các lằn danh này đã bị vượt qua mà không dẫn đến xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO. Đặc phái viên Nga tại Liên Hợp Quốc Nebenzia cũng nhấn mạnh, các nước NATO sẽ bị coi là khởi động chiến tranh mở với Nga nếu cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa. Đây là một bước đi rất nghiêm trọng hướng đến nguy cơ khởi đầu Thế chiến 3. Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban các vấn đề quốc tế của Thượng viện Nga cảnh báo sau khi có thông tin Mỹ cởi trói cho Ukraine, đồng thời cho biết Moscow sẽ phản ứng ngay lập tức. Phương Tây đã quyết định leo thang đến mức có thể dẫn đến việc nhà nước Ukraine bị hủy hoại hoàn toàn vào ngày mai. Thành viên cấp cao của Thượng viện Nga cảnh báo trên Telegram. Ông Leonid, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại của Hạ viện Nga nói rằng việc Mỹ cho phép Kiev tấn công Nga bằng tên lửa chiến thuật tầm xa sẽ dẫn đến phản ứng cứng rắn nhất của Moscow. Các cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ vào sâu lãnh thổ Nga chắc chắn sẽ kéo theo sự leo thang nghiêm trọng, có nguy cơ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng nhiều hơn. Tổng thống đắc cử Trump sẽ phản ứng thế nào? Vấn đề đặt ra hiện nay là chỉ còn 2 tháng nữa Tổng thống Biden sẽ hết nhiệm kỳ trước khi ông trao lại quyền lực cho Tổng thống đắc cử Donald Trump. Hiện chưa rõ liệu ông Trump có tiếp tục chính sách này của chính quyền tiền nhiệm hay không. Tuy nhiên, một số đồng minh thân cận nhất của ông đã lên tiếng chỉ trích quyết định này. Ông Trump chưa nêu rõ chính sách mà ông sẽ thực hiện đối với cuộc chiến ở Ukraine, ngoài việc tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột trong vòng 1 ngày, mặc dù không nêu rõ ông sẽ thực hiện bằng cách nào. Nhiều quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống đắc cử Trump, chẳng hạn Phó Tổng thống đắc cử Vance cho biết Mỹ không nên cung cấp thêm bất kỳ viện trợ quân sự nào cho Ukraine. Tuy nhiên, một số người trong chính quyền mới của ông Trump lại có quan điểm khác. Người được đề cử vị trí cố vấn an ninh quốc gia đã lập luận rằng Mỹ có thể đẩy nhanh việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine để buộc Nga phải đàm phán. Hiện không rõ Tổng thống đắc cử Mỹ sẽ đi theo hướng nào, nhưng nhiều người ở Ukraine lại lo ngại rằng ông sẽ cắt đứt việc cung cấp vũ khí cho Kiev. Chúng tôi lo lắng, chúng tôi hy vọng ông Trump sẽ không đảo ngược quyết định. Ông Goncharenko, một nghị sĩ Ukraine, cho biết. Ông Trump đã nhiều lần cam kết sẽ chấm dứt cuộc xung đột trong vòng 24 giờ, làm dấy lên lo ngại rằng ông có thể thúc đẩy Ukraine nhượng bộ lãnh thổ để đạt được một thỏa thuận hòa bình nhanh chóng, nhiều khả năng có lợi cho Tổng thống Nga Putin. Mặc dù ông Trump chưa tiết lộ bất kỳ thông tin chi tiết nào về cách thức thúc đẩy thỏa thuận hòa bình giữa hai nước, nhưng một số phương tiện truyền thông cho biết kế hoạch của ông có thể bao gồm việc đóng băng xung đột, đình chỉ tư cách gia nhập NATO của Ukraine và thiết lập một khu vực phi quân sự ở phía đông nước này. Rất nhiều thứ có thể thay đổi khi ông Trump lên nắm quyền. Hiện cả Nga và Ukraine đang tìm cách gia tăng lợi thế trước các cuộc đàm phán tiềm năng. Trong bối cảnh tình hình chiến trường diễn biến phức tạp, Nga dường như đang hy vọng rằng sẽ giành lại những vùng lãnh thổ mà Ukraine chiếm giữ tại tỉnh Kursk, tiến sâu hơn vào miền đông Ukraine và mở một trục mới ở tỉnh Zaporizhia có thể giúp họ chiếm ưu thế trước khi ông Trump nhậm chức. Đầu tiên phải kể đến đó là mặt trận Kursk. Một trong những mối quan tâm cấp bách nhất đối với Tổng thống Putin là quân đội Ukraine vẫn còn hiện diện tại tỉnh Kursk với số lượng lớn. Tổng thống Putin đã yêu cầu quân đội Nga phải chiếm lại Kursk vào đầu năm nay. Tiến sĩ Stephen Hall, giảng viên về chính trị Nga tại Đại học Bath, phát biểu. Cuộc chiến giành quyền kiểm soát khoảng 231 km2 diện tích lãnh thổ ở miền Tây nước Nga đã trở nên dữ dội hơn trong những ngày gần đây. Khi Điện Kremlin quyết định đẩy lùi các lực lượng Ukraine ra khỏi biên giới nước này trước các cuộc đàm phán hòa bình có thể diễn ra trong thời gian tới. Ukraine đã kiểm soát nhiều khu vực tại tỉnh Kursk của Nga sau khi tiến hành cuộc tấn công xuyên biên giới đầy bất ngờ vào tháng 8 năm 2024. Đến thời điểm hiện tại, mặc dù đã mất khoảng một nửa diện tích lãnh thổ chiếm được ở giai đoạn đầu, nhưng Kiev vẫn duy trì được chỗ đứng ở đó. Quân đội Ukraine và các nhà phân tích quân sự cho biết Nga đã phát động một cuộc phản công mới vào tuần trước, liên tục điều động binh sĩ ồ ạt ra tiền tuyến. Theo đánh giá của tình báo Mỹ, Moscow cũng triển khai ít nhất 10.000 binh sĩ Triều Tiên đến khu vực này. Cuộc phản công mới này diễn ra không ngừng nghỉ sau khi ông Donald Trump được bầu làm Tổng thống Mỹ. Những diễn biến mới nhất này cho thấy Điện Kremlin nhận thức rõ ràng về vai trò của Kursk trong các cuộc đàm phán trong tương lai. Nếu các cuộc đàm phán diễn ra, Nga muốn đảm bảo rằng chỉ có lãnh thổ của Ukraine mới được đưa ra tranh luận. Ông Konstantin Dremchukov, tổng biên tập viên của tờ Gazeta, nói với tờ Washington Post rằng Moscow sẽ không bắt đầu bất kỳ cuộc đàm phán nào cho đến khi họ đẩy lui toàn bộ binh lính Ukraine ra khỏi Kursk. Theo nhà phân tích Dremchukov, Tổng thống Putin không muốn Kursk bị sử dụng như một con bài mặc cả, và ông cũng không muốn bị buộc phải từ bỏ bất kỳ lãnh thổ nào của Ukraine mà Nga đã chiếm được kể từ xung đột nổ ra. Ông Dremchukov nhận định, tuyên bố gần đây của Tổng thống Putin cho rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần phản ánh tình hình thực tế trên thực địa là muốn nói đến hy vọng của Nga trong việc giành lại Kursk.
Nhà bình luận quân sự Nga Mikhail Vienchuk, người sáng lập kênh Telegram Ryba, suy đoán ông Trump có thể cố gắng gây sức ép với Moscow bằng những vùng lãnh thổ mà Ukraine chiếm được tại Kursk, nhưng Nga có khả năng giành lại toàn bộ khu vực trong những tuần tới hoặc tháng tới. Tôi tin rằng trong mọi trường hợp, vấn đề Kursk sẽ được giải quyết trước lễ nhậm chức của ông Trump, ông Mikhail Vienchuk nhận định, đồng thời cho rằng cuộc tấn công gần đây của Nga là làn sóng phản công thứ ba liên tiếp nhằm giúp Nga chiếm lại một số khu định cư và đánh bật lực lượng dự bị, hậu cần của Ukraine tại khu vực Sumy, giáp biên giới với Nga. Thứ hai đó là mặt trận Donbass. Một trong những mục tiêu chính của Ukraine khi tấn công Kursk là buộc Nga phải rút binh sĩ ra khỏi tỉnh Donetsk ở miền đông nước này. Nhưng Kiev vẫn chưa đạt được mục tiêu đó. Trái lại, họ đã bị mất thêm nhiều vùng lãnh thổ hơn ở phía đông. Các lực lượng Nga hiện đang đạt được những bước tiến đáng kể gần Torezh, Chasivja và Kupiansk. Hồi đầu tháng 11, một số nguồn tin cho rằng diện tích lãnh thổ mà Moscow chiếm được tại thời điểm này cao hơn so với bất cứ thời điểm nào khác trong năm. Tuy vậy, Nga được cho là đang chịu tổn thất lớn và phải đưa ra chính sách ưu đãi cao về tài chính để thu hút tân binh. Nhưng ngay cả khi thúc đẩy việc tuyển quân, Nga được cho là sẽ mất gần một năm để chiếm thêm 10.000 km2 lãnh thổ cần thiết để có thể kiểm soát hoàn toàn các tỉnh Donetsk và Lugansk. Mục tiêu mà ông Putin đưa ra là chiếm toàn bộ Donbass. Vì vậy, vẫn chưa biết Moscow sẽ hành động ra sao nếu xung đột bị đóng băng, khi mà vẫn còn nhiều vùng lãnh thổ ở miền đông Ukraine nằm ngoài tầm với của họ. Một số nhà phân tích cho rằng, trong trường hợp không chiếm được toàn bộ Donbass, ông Putin sẽ sử dụng sức mạnh hiện tại của quân đội để làm đòn bẩy. Tổng thống Putin có thể cho rằng Ukraine và phương Tây bước đến bàn đàm phán với vị thế yếu hơn và ông ấy sẽ có cơ hội để đưa ra các điều khoản của mình, chẳng hạn như chấm dứt các lệnh trừng phạt của phương Tây. Ukraine sẽ mãi mãi trung lập, hoặc Kiev sẽ phải thành lập một liên chính phủ thân Nga. Tiến sĩ Stefan Hohn, giảng viên về chính trị Nga, nhận định. Tiếp theo đó là trục Zaporizhia. Ông John Foreman, cựu tùy viên quốc phòng Anh tại Moscow lưu ý, Nga đang tiến từng bước chậm nhưng chắc chắn và họ có thể cố gắng mở một trục tiến công mới ở tỉnh Zaporizhia, miền nam Ukraine. Theo nhà phân tích này, nếu giành được Zaporizhia, Điện Kremlin có thể sử dụng lãnh thổ này để củng cố vị thế đàm phán. Quân đội Ukraine vào ngày 11 tháng 11 đã gióng lên hồi chuông cảnh báo các cuộc tấn công của Nga ở tỉnh Zaporizhia có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Tình báo quân sự Ukraine cho biết Nga đang có kế hoạch sử dụng xe bọc thép và một số lượng lớn máy bay không người lái cho cuộc tấn công này, mặc dù vẫn chưa rõ đây sẽ là đợt tấn công phối hợp hay riêng lẻ. Ngoài việc tăng cường phòng thủ trên tiền tuyến, Ukraine đã chuẩn bị đối phó với những cuộc tấn công hàng loạt bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng khi mùa đông đến. Nga có thể tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng của Ukraine để làm suy yếu tinh thần chiến đấu của quân đội đối phương và tạo ra tình trạng hỗn loạn chính trị ở Kiev, ông Forkman cho biết. Trong những ngày gần đây, Nga cũng đã tiến hành các cuộc tấn công đánh lạc hướng, triển khai một số lượng lớn máy bay ném bom và sử dụng phương tiện tác chiến điện tử để mô phỏng tên lửa phóng đi, khiến Ukraine phải ban bố cảnh báo không kích trên nhiều khu vực. Trong bối cảnh chính phủ Mỹ đang tiến hành giai đoạn chuyển tiếp, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có chuyến đi chớp nhoáng tới Bruxelles hôm 13 tháng 11 để gặp gỡ các quan chức NATO, Liên minh châu Âu và Ukraine. Hãng thông tấn Reuters dẫn lời ông Blinken cho biết, trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Trump nhậm chức, chính quyền ông Biden sẽ tăng cường hỗ trợ cho Ukraine và nỗ lực củng cố Liên minh NATO trong giai đoạn này. Châu Âu thảo luận kín. Mặc dù chính quyền ông Biden đã cam kết tăng cường hỗ trợ Ukraine, nhưng những lo ngại về việc quân đội Ukraine đang ở thế phòng thủ trên chiến tuyến và Mỹ có thể cắt giảm tài trợ cho Ukraine đã khiến châu Âu bắt đầu các cuộc thảo luận kín về đàm phán Nga-Ukraine. Trong số các đồng minh châu Âu của Ukraine đang có một sự thay đổi âm thầm, nhưng ngày càng rõ ràng rằng chỉ có thông qua đàm phán liên quan đến việc nhượng bộ lãnh thổ của Ukraine thì mới có thể chấm dứt cuộc xung đột. Sau khi ông Trump thắng cử, các cuộc đối thoại kiểu này càng trở nên cấp bách hơn. Các quan chức châu Âu và NATO thừa nhận rằng vấn đề nhượng bộ lãnh thổ không còn là một chủ đề cấm kỵ hay ngoại lệ nữa. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao đã ngừng gọi điều này là đổi lấy lãnh thổ hòa bình và thay bằng đổi lấy lãnh thổ an ninh. Cựu trợ lý Tổng thư ký NATO và thành viên của Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu nhận định hiện tại có một sự thừa nhận chung rằng các cuộc đàm phán có thể diễn ra sớm hơn dự kiến và cả hai bên đều sẽ phải nhượng bộ một phần. Các nhà lãnh đạo châu Âu hy vọng chính quyền ông Trump sẽ đưa Nga vào bàn đàm phán, nhưng việc đội ngũ của ông Trump sẽ xử lý vấn đề này như thế nào vẫn là một dấu hỏi lớn. Một nguồn tin khác tiết lộ rằng, tại một bữa tiệc tối của các nhà lãnh đạo châu Âu ở Budapest,
Vào tuần trước, nhiều người đã nêu lý do tiếp tục hỗ trợ tài chính và vũ khí cho Ukraine, đồng thời thảo luận cách duy trì hỗ trợ trong trường hợp Mỹ cắt giảm tài trợ. Một nhà ngoại giao EU cho biết quan điểm về việc giải quyết vấn đề thông qua đàm phán đang dần được chú trọng, nhưng chủ yếu diễn ra phía sau hậu trường. Không ai trong phòng nói rằng chúng ta cần từ bỏ Donbass. Ngày 12 tháng 11, Tổng thống Pháp Macron trong cuộc gặp Tổng thư ký NATO Rutte khẳng định tiếp tục hỗ trợ quân đội Ukraine là con đường duy nhất dẫn đến đàm phán. Ông Macron được cho là đã nhấn mạnh trong cuộc điện đàm khoảng 25 phút với ông Trump rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng cần tới những nhượng bộ có ý nghĩa từ Nga. Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky và nhiều quan chức Ukraine đã nhiều lần tuyên bố rằng Ukraine sẽ không cam kết nhượng bộ lãnh thổ trong bất kỳ giải pháp hòa bình nào. Sau khi ông Trump đắc cử, Ukraine đang cân nhắc đẩy nhanh lịch trình đàm phán. Phiên bản mới của thỏa thuận Minsk. Hai quan chức cấp cao Ukraine cho biết khi quân đội Ukraine tại miền Đông đang ở thế phòng thủ, vấn đề lãnh thổ rất quan trọng nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là đảm bảo an ninh. Hiện tại, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy Nga sẽ thay đổi điều kiện đàm phán sau khi ông Trump lên nắm quyền. Ngoại trưởng Nga Lavrov ngày 13 tháng 11 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa bao giờ từ chối đàm phán và rằng các cuộc đàm phán rõ ràng không phải là điều mà ông Zelensky có thể quyết định. Theo đánh giá của Trung Quốc, thì việc ông Trump trở lại Nhà Trắng sẽ không thay đổi cơ bản lập trường của Mỹ về vấn đề Ukraine và bất kỳ đề xuất nào nhằm đóng băng xung đột theo đường ranh giới hiện tại đều chỉ là phiên bản mới của thỏa thuận Minsk, thậm chí còn tệ hơn. Trước khả năng đàm phán có thể diễn ra nhanh chóng, các trận chiến ở tỉnh Kursk mang ý nghĩa rất quan trọng đối với Moscow. Mỹ và Ukraine gần đây tuyên bố rằng quân đội Nga đã tập trung lực lượng tại Kursk và có thể sớm phát động phản công. Ông Konstantin Zatilin, một nghị sĩ Duma quốc gia Nga cho biết, nếu quân đội Ukraine bị đẩy khỏi Kursk, Nga có thể chấp nhận ngừng bắn trên chiến tuyến trước mùa xuân năm sau. Tuy nhiên, một số người có quan điểm cứng rắn tin rằng, xét đến yêu cầu tối thiểu của Nga trong đàm phán liên quan tới vấn đề lãnh thổ, thì một thỏa thuận hòa bình khó có thể đạt được trong ngắn hạn. Ukraine đối mặt vấn đề sống còn. Hiện nay, trọng tâm thảo luận về đàm phán hòa bình đã tập trung vào vấn đề ngừng bắn dọc đường tiếp xúc để đổi lấy sự bảo đảm an ninh của phương Tây cho Ukraine. Dẫn lời một quan chức cấp cao của Ukraine cho biết, Kiev hy vọng có thể bảo đảm chắc chắn rằng đừng ngừng bắn sẽ không cản trở quá trình phục hồi kinh tế sau chiến tranh của Ukraine và phạm vi của khu phi quân sự cũng là một vấn đề quan trọng cần cân nhắc. Tuy nhiên, báo cáo chỉ ra rằng vấn đề khó khăn nhất trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào là an ninh chứ không phải lãnh thổ. Trước đó, ông Zelensky đã đề xuất kế hoạch chiến thắng của Ukraine vào tháng 10, trong đó bao gồm các yêu cầu như NATO gửi lời mời không điều kiện để Ukraine gia nhập, tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine và một kế hoạch răn đe chiến lược phi hạt nhân đối với Nga. Tuy nhiên, phản hồi từ phương Tây vẫn rất hạn chế. Ngày 5 tháng 11, một phóng viên tiết lộ trên mạng xã hội rằng Thủ tướng Đức đã không chính thức bày tỏ quan điểm phản đối Ukraine gia nhập NATO, đồng thời gợi ý giải pháp phần lan hóa, tức để Ukraine duy trì trạng thái trung lập giữa NATO và Nga. Tuy nhiên, vì đây không phải là lập trường chính thức của chính phủ Đức, ông Scholz đã không nêu đề xuất này trong cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Rutte. Mamedov, một chuyên gia chính sách đối ngoại thường trú tại Bruxelles cho rằng việc thảo luận kế hoạch phần lan hóa cho thấy cuộc tranh luận ở châu Âu đã chuyển từ khẩu hiệu chiến thắng ở Ukraine bằng mọi giá sang một đánh giá thực tế hơn rằng Ukraine đang phải đối mặt với vấn đề sống còn dưới tư cách là một quốc gia độc lập. Các bên vẫn chưa đạt được sự đồng thuận về kế hoạch an ninh được Ukraine chấp nhận và có những quan điểm cực kỳ khác nhau về cách tiến hành đàm phán. Mỹ, Đức và các đồng minh lớn khác của Ukraine vẫn từ chối mời Ukraine nhanh chóng gia nhập NATO. Trong khi đó, ý tưởng triển khai quân châu Âu tại Ukraine cùng với cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine là điều kiện mà Nga khó chấp nhận. Vào thời điểm Nga và Ukraine khó thay đổi lập trường trong đàm phán hòa bình và chính sách của ông Trump đối với Ukraine vẫn chưa rõ ràng, việc đạt được giải pháp cho xung đột Nga-Ukraine vẫn còn rất xa. Trong những tháng tới, hành động của chính quyền ông Biden và tình hình chiến sự tại chiến tuyến Nga-Ukraine sẽ là trọng tâm theo dõi của cộng đồng quốc tế. Ngày 13 tháng 11, Ngoại trưởng Ukraine Kubela cho biết, sau cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken về các vấn đề tấn công Nga từ xa và hội nhập Âu-Đại Tây Dương, Ukraine giữ thái độ lạc quan thận trọng.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nhận định rằng việc đảm bảo một giải pháp có lợi cho Ukraine trong khi Nga đang tiếp tục đà tiến trên chiến trường sẽ vô cùng khó khăn. Bên nào ở vị thế chiến thắng, bên đó sẽ đặt ra điều kiện. Quyết định của Washington khi cho phép Kiev tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa do Mỹ sản xuất có thể làm leo thang xung đột ở Ukraine và có thể dẫn đến thế chiến 3, ba nghị sĩ cấp cao Nga cho hay ngày 17 tháng 11. Trước đó, sáng sớm 17 tháng 11, hai quan chức Mỹ và một nguồn tin thân cận về quyết định trên đã tiết lộ sự đảo ngược đáng kể trong chính sách của Washington liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Việc phương Tây quyết định leo thang ở mức độ này có thể chấm dứt sự tồn tại của nhà nước Ukraine trong sự phá hủy hoàn toàn vào sáng nay, một thành viên cấp cao của Hội đồng Liên bang Nga cho hay trên Telegram. Phó lãnh đạo thứ nhất Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Liên bang cho biết phản ứng của Moscow sẽ diễn ra ngay lập tức. Đây là một bước đi rất lớn dẫn đến sự khởi đầu của Thế chiến 3. Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng 9 cho biết phương Tây sẽ giao tranh trực tiếp với Nga nếu các nước này cho phép Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga bằng các tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp, một động thái mà ông cho là thay đổi bản chất và quy mô cuộc xung đột. Theo đó, Nga sẽ buộc phải tiến hành điều mà Tổng thống Putin gọi là những quyết định tương xứng dựa trên những mối đe dọa mới. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia Nga nói rằng việc Mỹ cho phép Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa chiến thuật tầm xa sẽ dẫn đến các phản ứng cứng rắn nhất từ phía Moscow, các hãng thông tấn Nga đưa tin. Các cuộc tấn công bằng tên lửa Mỹ vào sâu trong lãnh thổ Nga không thể tránh khỏi việc leo thang nghiêm trọng, đe dọa gây ra những hậu quả lớn hơn nhiều. Quyết định của Tổng thống Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga, đánh dấu sự thay đổi sâu sắc trong chính sách của Mỹ, đồng thời tác động lớn tới địa chính trị và quân sự. Theo giới phân tích, với bước đi này, Mỹ được cho là đang thách thức lằn ranh đỏ của Nga. Động thái này diễn ra vào thời điểm cuộc xung đột Nga-Ukraine đang leo thang và Moscow được cho là nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ Triều Tiên. Quyết định của ông Biden đặt ra câu hỏi về sự cân bằng giữa nỗ lực viện cho Ukraine và nguy cơ mở rộng xung đột, khi chỉ còn vài tháng nữa ông sẽ kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống. Tổng thống Ukraine Zelensky đã dành hơn một năm để vận động Nhà Trắng cho phép Ukraine sử dụng hệ thống ATACMS với lập luận rằng vũ khí này là cần thiết để đưa cuộc chiến trực tiếp tới nước Nga. Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin nhiều lần cảnh báo bất kỳ hoạt động triển khai vũ khí phương Tây nào trên lãnh thổ Nga sẽ buộc Moscow phải xem xét đến việc trả đũa hạt nhân. Hệ thống tên lửa ATACMS của Mỹ có thể có tầm bắn lên tới 300 km. Tổng thống Zelensky cho rằng việc tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới là điều cần thiết để phá vỡ hoạt động quân sự của Nga và bảo vệ cơ sở hạ tầng của Ukraine. Theo một số nguồn tin tình báo, trọng tâm trước mắt của Kiev có thể là các đơn vị của Nga đang tập trung ở khu vực Kursk, nơi Moscow chuẩn bị tiến hành cuộc phản công lớn để giành lại lãnh thổ do Ukraine chiếm giữ. Các nhà phân tích quân sự đã nhấn mạnh giá trị chiến lược của tên lửa ATACMS trong việc nhắm mục tiêu vào những tài sản có giá trị cao nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga. Những tài sản này bao gồm các trung tâm chỉ huy và kiểm soát, trung tâm hậu cần và các điểm tập kết quân đội, vốn là các yếu tố chính làm nên sức mạnh quân sự của Nga. Ông Andriy Dragoniuk, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho rằng những cuộc tấn công này có thể làm gián đoạn đáng kể hoạt động của Nga. Quyết định của Tổng thống Biden phản ánh áp lực ngày càng tăng đối với Mỹ trong việc ứng phó với các mối đe dọa. Một số thông tin chưa xác minh cho biết Triều Tiên đã điều 12.000 binh sĩ tới Nga, đánh dấu sự can thiệp quân sự lớn đầu tiên của nước ngoài vào cuộc xung đột, đã khiến các nhà quan sát phương Tây lo ngại. Bên cạnh đó, quyết định của ông Biden cũng có thể nhằm củng cố viện trợ quân sự cho Ukraine trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức. Ông Trump đã hoài nghi về các khoản viện trợ mà Mỹ dành cho Ukraine, đồng thời tuyên bố sẽ sớm chấm dứt cuộc xung đột khi lên nhậm chức. Việc cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS tấn công vào lãnh thổ Nga, ông Biden không chỉ giúp Kiev củng cố năng lực phòng thủ mà còn gửi tín hiệu tới các đồng minh như Anh, Pháp và Đức rằng họ có thể xem xét gỡ bỏ các lệnh hạn chế tương tự. Cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine Bill Taylor thì nhận xét, quyết định này có thể mở rộng cánh cửa hỗ trợ của phương Tây, giúp cán cân nghiêng về phía có lợi cho Ukraine. Tuy nhiên, quyết định táo bạo của Mỹ có thể dẫn tới những rủi ro đáng kể. Nga nhiều lần cảnh báo nếu phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của họ tấn công lãnh thổ Nga, thì điều này sẽ dẫn đến một cuộc chiến trực tiếp giữa Nga với NATO. Tổng thống Putin tuyên bố ông sẽ đáp trả tương xứng, song không nêu rõ Moscow sẽ sử dụng biện pháp nào. Trong các trận chiến ác liệt gần đây, tình hình ở miền đông Ukraine tiếp tục biến động, và tiến trình của một loạt các trận chiến quan trọng đã ảnh hưởng sâu sắc đến cán cân chiến trường.
Theo các báo cáo, quân đội Ukraine đã chịu tổn thất nghiêm trọng tại mặt trận Torez, với tổng cộng 135 ngôi làng không may rơi vào tay quân Nga. Mặc dù quân đội Ukraine đã nhiều lần cố gắng phát động các cuộc phản công từ phía Bắc và phía Nam Torez nhằm cắt đứt tuyến tiếp tế của quân Nga và thay đổi cục diện chiến trường, nhưng đến nay những nỗ lực này vẫn chưa đạt được kết quả đáng kể. Theo các chỉ huy tiền tuyến, khoảng 70% khu vực trung tâm thành phố Torez hiện đã nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của quân Nga. Điều này đánh dấu một bước tiến chiến lược quan trọng của quân đội Nga tại khu vực Donbass. Đồng thời, quân đội Nga vẫn tiếp tục duy trì thế tấn công với mục tiêu mới là một thị trấn quan trọng khác tại Donetsk, Kurakhovy. Theo thông tin mới nhất, quân Nga đã nhanh chóng chiếm được khoảng 15% diện tích Kurakhovy và phối hợp giữa lực lượng cơ giới cùng bộ binh để tiến hành các cuộc tấn công dữ dội vào các công trình phòng thủ xung quanh. Các phân tích cho rằng, mục tiêu của quân Nga là củng cố vị trí tại Kurakhovy, buộc quân đội Ukraine phải rút lui về phía đông của rãnh Dogaja, từ đó thu hẹp hơn nữa không gian hoạt động của quân đội Ukraine ở khu vực Donbass. Về triển vọng của Kurakhovy, các chuyên gia quân sự đưa ra hai kịch bản có thể xảy ra. Một là cuộc chiến sẽ kéo dài thành một trận giằng co lâu dài, tương tự như các trận chiến tại Torez và Chasivja. Hai là trận chiến có thể kết thúc nhanh chóng như các trận tại Selidovo và Goniak. Điều đáng chú ý đặc biệt là vị trí chiến lược của Kurakhovy rất quan trọng và kết quả cuộc chiến tại đây sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến kế hoạch tấn công tiếp theo của quân Nga tại các khu vực như Poros. Ngoài ra, lực lượng Ukraine tại các cứ điểm gần Kurakhovy đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc rút lui. Tuy nhiên, do chưa nhận được lệnh từ cấp trên, họ vẫn đang trong trạng thái chờ đợi. Trong khi đó, quân Nga đã tận dụng thời cơ này để thực hiện bao vây từ ba hướng, làm gia tăng đáng kể tình thế khó khăn cho quân đội Ukraine. Trên một mặt trận khác, quân đội Nga cũng đạt được những bước tiến đáng kể. Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng này đã kiểm soát thành công các làng Ronopol và Ilinka, đồng thời tiến công từ hai phía Bắc và Nam gần Kupiansk. Đặc biệt, quân Nga đã tiến sâu 3,5 km dọc theo sông Oskol từ phía Nam, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với phòng tuyến của quân đội Ukraine. Ngoài ra, quân Nga cũng đã thiết lập một cứ điểm tại làng Yureka, tạo cơ sở cho các chiến dịch quân sự tiếp theo. Trước sức ép ngày càng gia tăng từ phía quân Nga, Tổng thống Ukraine Zelensky công khai cho biết quân Nga đã phóng khoảng 90 máy bay không người lái và nhiều loại tên lửa khác nhau vào lãnh thổ Ukraine. Ngoài ra, quân đội Nga còn tổ chức nhiều đợt tấn công vào các sân bay quân sự, tổ hợp công nghiệp quốc phòng và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, gây tổn thất lớn cho nhân lực và trang thiết bị của quân đội Ukraine tại 139 khu vực khác nhau. Trên chiến trường, Nga đang tìm cách giành thế chủ động trong bối cảnh Ukraine đang gặp khó khăn về vũ khí và nhân lực. Giới quan sát cho rằng thông tin bất lợi với Ukraine liên tục xuất hiện trên chiến trường. Bất cứ nơi nào Kiev hướng đến, Nga dường như đều có lợi thế. Nga đang giành được lợi thế tại các điểm then chốt dọc theo tiền tuyến miền Đông và Nam Ukraine, đồng thời liên tiếp tiến hành các đợt không kích nhằm vào các thành phố của Ukraine. Cùng lúc đó, Moscow đang chuẩn bị phát động một cuộc phản công ở tỉnh Kursk, miền Nam Nga, nơi Kiev mở chiến dịch đột kích từ đầu tháng 8. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Moscow đã triển khai gần 50.000 quân tới Kursk, trong đó được cho là bao gồm cả lính Triều Tiên. Nga đang nắm quyền chủ động trên khắp tiền tuyến, họ đã khai thác thành công các lợi thế chiến thuật và đang củng cố các lợi thế chiến thuật đó. Chuyên gia George Barros tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh nhận định. Barros cho biết lợi thế của Nga trên chiến trường khiến Ukraine không thể chuẩn bị cho cuộc phản công có thể xảy ra. Nga là lực lượng hành động và họ đang buộc Ukraine phải đáp trả. Đó không phải là điều tích cực vì họ sẽ thua trong cuộc chiến khi liên tục ở thế phòng thủ. Họ bị dồn vào chân tường và phải lựa chọn giữa một loạt lựa chọn tồi tệ. Chuyên gia Barros nói thêm. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng xung quanh Kupiansk, thành phố quan trọng ở đông bắc Ukraine, một lần nữa có nguy cơ rơi vào tay Nga sau khi được lực lượng Kiev giành lại vào tháng 9 năm 2022 sau hơn 6 tháng nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Kupiansk nằm trên ngã tư của hai tuyến đường tiếp tế chính và sông Oskin, tạo thành một vị trí phòng thủ quan trọng trong khu vực. Việc kiểm soát Kupiansk sẽ giúp Nga dễ dàng tiến sâu hơn vào khu vực Kharkov. Điều đó sẽ gây thêm áp lực lên Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, nơi bị máy bay không người lái và tên lửa của Nga tấn công gần như hàng ngày. Quân đội Nga đã tiến vào vùng ngoại ô của thành phố, mặc dù các quan chức Ukraine khẳng định rằng Kupiansk vẫn nằm dưới quyền kiểm soát hoàn toàn của lực lượng Kiev. Đồng thời, Ukraine đang phải vật lộn để ngăn chặn Nga tiến xa hơn về phía nam, xung quanh thành phố Kurakhovy, nơi đã bị bao vây từ ba phía trong nhiều tháng. Đầu tuần này, Tổng thống Zelensky đã mô tả tình hình xung quanh Kurakhovy là một khu vực khó khăn nhất trên tiền tuyến. Mặc dù Nga dường như chuẩn bị giành quyền kiểm soát Kurakhovy trong những ngày hoặc là tuần tới, chuyên gia Barros cho biết đây có thể không phải là tổn thất đáng kể về mặt chiến lược đối với Ukraine vì nó sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến khả năng phòng thủ khu vực rộng lớn hơn của Kiev.
Ukraine chiến đấu dữ dội trong khu vực vào những tháng gần đây, mặc dù đã mất một số phần lãnh thổ. Kurakovy nằm cách Poros khoảng 40 km về phía nam, một trung tâm hậu cần quan trọng đã nằm trong tầm ngắm của Nga suốt nhiều tháng. Đến cuối mùa hè, Poros đã được dự đoán sẽ thất thủ. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine đã xoay sở để đẩy lùi các bước tiến của Nga tại đó, buộc Moscow phải xây dựng lại kế hoạch của mình. Chuyên gia Baros cho biết tình hình Poros là một ví dụ về việc Nga không đạt được một số mục tiêu mà Moscow đã đặt ra. Nga đang nỗ lực để kiểm soát Poros vào mùa thu năm nay, nhưng họ đã từ bỏ mục tiêu này và thực sự bắt đầu tấn công theo một hướng khác. Không chỉ Nga thụt lùi, trên thực tế đây là một phần trong hệ thống phòng thủ rất kiên cố của Ukraine, chuyên gia Baros nhận định. Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ, chỉ trong năm qua, Moscow đã mất khoảng 5 sư đoàn thiết bị cơ giới, tương đương với hàng trăm xe tăng và xe chở quân có vũ trang tại khu vực Poros. Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự, Ukraine luôn ở thế yếu hơn về binh lực, bất chấp sự hỗ trợ từ các đồng minh. Nga có nhiều vũ khí, đạn dược và nhiều quân nhân hơn. Chiến lược của Nga dường như vẫn là dần làm suy yếu Ukraine bằng cách giữ ưu thế vượt trội về vũ khí và làm suy yếu các đồng minh phương Tây của Kiev. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng Nga đang gặp khó khăn để đạt được mục tiêu này, xét đến những tổn thất mà Moscow đang phải gánh chịu. Liệu Ukraine có thể tranh thủ tình hình để lật ngược được thế cờ hay không sẽ phụ thuộc phần lớn vào thiện chí của các đồng minh trong việc tiếp tục ủng hộ Kiev, cũng như sự trở lại Nhà Trắng của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Tuần này, Tổng thống Zelensky tuyên bố xung đột sẽ kết thúc sớm hơn khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Tổng thống Zelensky mong đợi sự hỗ trợ từ ông Trump trong trường hợp có các cuộc đàm phán giữa Kiev và Moscow. Ông Zelensky cho rằng một đất nước Ukraine mạnh là nền tảng của các cuộc đàm phán đó. Nga và Ukraine đều đang nỗ lực để giành được vị trí tốt hơn trong bất cứ cuộc đàm phán tiềm tàng nào trong tương lai. Điều này khó khăn hơn với Kiev do Nga liên tục đạt được bước tiến trên chiến trường. Truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bật đèn xanh để Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do Washington viện trợ để tấn công sâu vào Nga trong bối cảnh Moscow chiếm ưu thế trên chiến trường. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã bình luận thông tin Tổng thống Mỹ Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ tấn công lãnh thổ Nga, cho biết Tổng thống Nga Putin đã nêu rõ quan điểm của Moscow trong vấn đề này. Theo bà Zakharova, Tổng thống Putin nói rằng nếu các nước phương Tây đồng ý cho Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do các nước này viện trợ tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga, thì có nghĩa rằng Mỹ và các tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO can dự trực tiếp vào cuộc xung đột Nga-Ukraine. Tổng thống Nga cảnh báo Moscow sẽ đưa ra những quyết định phù hợp để ứng phó với các mối đe dọa mà chúng tôi phải đối mặt. Tuyên bố trên được phát ngôn viên Zakharova đưa ra sau khi truyền thông Mỹ đưa tin ông Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ tấn công lãnh thổ Nga. Cụ thể, hai nguồn tin quan chức Mỹ cho biết người đứng đầu Nhà Trắng đã đồng ý để Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất để tấn công sâu sang lãnh thổ Nga. Ukraine có kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công tầm xa đầu tiên trong những ngày tới. Nhiều cơ quan truyền thông phương Tây cho biết Kiev dự kiến sẽ sử dụng tên lửa tầm xa tại khu vực Kursk của Nga, nơi đã bị Ukraine xâm nhập vào hồi đầu tháng 8. Cùng ngày, các nhà lập pháp cấp cao của Nga cảnh báo quyết định của Washington cho phép Kiev tấn công sâu vào Nga bằng tên lửa tầm xa của Mỹ làm leo thang xung đột ở Ukraine và có thể dẫn đến thế chiến thứ ba. Phương Tây đã quyết định ở mức độ leo thang đến mức có thể kết thúc bằng việc nhà nước Ukraine sẽ bị phá hủy hoàn toàn ngay trong ngày mai. Ông Andrei Klitsa, một thành viên cấp cao của Hội đồng Liên bang Thượng viện Nga viết trên Telegram. Ông Vladimir Zabarov, Phó Chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga cho biết, Moscow sẽ có phản ứng ngay lập tức. Đây là một bước leo thang nghiêm trọng có nguy cơ dẫn đến thế chiến thứ ba, hãng thông tấn nhà nước TASS trích dẫn tuyên bố của ông Zabarov. Ông Leonid Slutsky, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề đối ngoại của Hạ viện Nga nói rằng việc Washington cho phép Kiev tấn công Nga bằng tên lửa chiến thuật ATACMS của Mỹ sẽ dẫn đến phản ứng cứng rắn nhất từ Moscow. Thông tin Tổng thống Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ tấn công lãnh thổ Nga xuất hiện 2 tháng trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức và nhiều tháng sau lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine Zelensky. Quyết định cho phép Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội ATACMS ở Nga đã được Washington xem xét trong nhiều tháng. Giới chức Mỹ vẫn chia rẽ về động thái này. Một số quan chức lo ngại nguy cơ leo thang xung đột, trong khi những người khác lo lắng tình trạng kho vũ khí đang cạn kiệt. Ukraine từ lâu đã đề nghị Mỹ và các đồng minh, đối tác phương Tây dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế đối với Kiev trong việc sử dụng vũ khí tầm xa tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, phương Tây ban đầu tỏ ra khá dè dặt với đề nghị này. Động thái đảo ngược chính sách của Mỹ nếu được thực hiện diễn ra trong bối cảnh Ukraine và phương Tây cáo buộc Triều Tiên triển khai tới 10.000 binh sĩ đến Nga để hỗ trợ chống lại lực lượng Ukraine.
Kiev đang ở thế yếu khi Nga tăng cường phản công ở Kursk và tiếp tục đạt được những bước tiến ở mặt trận miền đông Ukraine. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết quyết định mới nhất của Washington khó có thể làm thay đổi cục diện chiến tranh vì số lượng tên lửa hạn chế và Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công các mục tiêu của Nga. Mỹ hồi đầu năm nay đã xác nhận rằng nước này đã gửi ATACMS cho Ukraine với điều kiện các vũ khí này chỉ được sử dụng bên trong lãnh thổ Ukraine. Hiện chưa rõ Ukraine có bao nhiêu tên lửa tầm xa ATACMS, nhưng số lượng rất hạn chế vì Kiev đã sử dụng một trong số các tên lửa này để tấn công mục tiêu trong lãnh thổ của mình. Trong bài phát biểu vào tối ngày hôm qua, ông Zelensky nói rằng các tên lửa sẽ tự nói lên điều đó. Hôm nay, nhiều phương tiện truyền thông nói rằng chúng tôi đã được phép thực hiện các hành động thích hợp, nhưng các cuộc tấn công không được thực hiện bằng lời nói. Những vấn đề như vậy không được công bố, ông Zelensky nói. Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao Mỹ và Bộ Quốc phòng Mỹ đã từ chối bình luận. Nga đã tiến hành một đợt không kích được đánh giá là một trong những cuộc tấn công quy mô lớn nhất kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine bắt đầu. Theo Tổng thống Ukraine Zelensky, trong ngày qua, Nga đã phóng 120 tên lửa và 90 máy bay không người lái UAV vào quốc gia Đông Âu này, trong đó 140 mục tiêu đã bị bắn hạ. Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha cho rằng đợt tấn công này là phản ứng thực sự của Nga đối với các nhà lãnh đạo phương Tây, đặc biệt sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Đức Olaf Scholz, cuộc đối thoại đầu tiên của ông Putin với một lãnh đạo phương Tây lớn trong gần 2 năm. Cuộc tấn công xảy ra trong bối cảnh Ukraine đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Mùa đông khắc nghiệt đang đến gần, lực lượng quân đội đang dần lép vế trước Nga và viện trợ từ phương Tây có nguy cơ bị ảnh hưởng sau chiến thắng của ông Donald Trump. Cuộc tấn công trên đã phá hủy một nửa công suất sản xuất điện của Ukraine. Công ty điện lực DTEK đã phải thực hiện cắt điện khẩn cấp tại thủ đô Kiev và các khu vực Donetsk, Dnipropetrovsk ở miền đông. Tình trạng mất điện cũng xảy ra tại thành phố cảng Odessa ở miền nam và các vùng Vinnytsia, Rini, Volhynia và Zaporizhia. Giới chức Ukraine cho biết trong ngày hôm nay, nước này sẽ áp dụng biện pháp hạn chế đối với việc sử dụng điện ở tất cả các khu vực. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong 24 giờ qua, lực lượng vũ trang nước này đã gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng của các sân bay quân sự và các cơ sở sản xuất khí đốt được sử dụng để vận hành ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Theo ông, Mỹ mong muốn đảm bảo Ukraine ở vị thế tốt nhất để bảo vệ lợi ích, song trong tương lai, vấn đề cuối cùng sẽ được giải quyết thông qua đàm phán. Trong một thời gian dài, Nhà Trắng từ chối chấp thuận khẩn cầu của Ukraine vì lo ngại sẽ khiến cho tình hình leo thang. Mất kiên nhẫn, Kiev đã lên tiếng chỉ trích gay gắt sự từ chối này. Nhưng khi lời khẩn cầu của Kiev có vẻ đã bị gác lại, chính quyền của Tổng thống Joe Biden lại chấp thuận. Những khẩn cầu trước đây của Ukraine về việc cung cấp lựu pháo HIMARS, xe tăng Abrams và F-16 đều trải qua quá trình tương tự, từ chối và quanh co, cuối cùng chấp thuận vào một thời điểm muộn màng. Liệu có phải là đã quá muộn để những tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất tạo ra khác biệt trên chiến trường khi Kiev dùng chúng để tấn công sâu vào đất Nga hay không? Các chuyên gia cho rằng câu trả lời rất phức tạp và có lẽ cho thấy một phần lý do chính quyền Tổng thống Biden miễn cưỡng chấp thuận. Trước tiên, nguồn cung ATACMS mà Ukraine có thể nhận được sẽ rất hạn chế. Vì vậy, ngay cả khi Kiev có thể tấn công sâu vào bên trong nước Nga nhờ tầm bắn tối đa 300 km của ATACMS cũng sẽ không thể tạo ra thay đổi trong một sớm một chiều trên chiến trường. Giới phân tích đã liệt kê những mục tiêu ở Nga nằm trong tầm bắn của ATACMS, nhưng thực sự Ukraine sẽ không có đủ ATACMS để thay đổi tiến trình của cuộc xung đột. Thứ hai, Ukraine từng xâm nhập sâu vào bên trong nước Nga bằng máy bay không người lái nội địa. Mỹ hỗ trợ tài chính để Kiev phát triển những thiết bị đó và dường như đã gây thiệt hại đáng kể cho các sân bay và cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Thứ ba, việc cho phép sử dụng tên lửa chính xác của Mỹ để tấn công sâu hơn vào bên trong nước Nga nghe khá là khiêu khích. Nga hiện tại có thể đã bị hao tổn rất nhiều về năng lực quân sự, nên khó có thể theo đuổi một cuộc xung đột toàn diện với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO hoặc Mỹ. Nhưng đến một lúc nào đó, Moscow sẽ khôi phục năng lực răn đe của mình. Các nhà phân tích cho rằng chính quyền Biden đã đúng khi cân nhắc tính hữu ích của các cuộc tấn công tầm xa hơn vào lãnh thổ Nga so với thiệt hại mà Nga sẽ đáp trả. Vì vậy, đó không phải là quyết định đơn giản hay hiển nhiên như một số người ủng hộ ở Kiev khẳng định. Mục tiêu rộng hơn của quyết định lần này dường như nhằm khiến Mỹ can dự nhiều hơn vào cuộc xung đột Ukraine. Tuy nhiên, Nhà Trắng nhấn mạnh lý do khiến họ đưa ra quyết định mới nhất là do Nga sử dụng binh lính Triều Tiên. Các quan chức phương Tây cho rằng việc quân đội Triều Tiên tham gia vào cuộc xung đột trở thành vấn đề liên quan đến các đối thủ của Mỹ ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và cũng khiến cuộc xung đột trở thành vấn đề toàn cầu hơn. Theo lý giải của Mỹ, quyết định lần này sẽ là sự leo thang nhằm đáp trả hành động leo thang. Nhưng thực tế là Tổng thống Biden đã trì hoãn quá lâu vì ý nghĩa biểu tượng của quyết định này.
Tổng thống đắc cử Donald Trump có thể đang nghĩ rằng ông dễ dàng dàn xếp hòa bình, nhưng thực tế là ông sẽ thừa hưởng một cuộc chiến với những yếu tố rủi ro đang gia tăng đáng kể. Pháp và Anh đã cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa mà hai nước này cung cấp. Quyết định này được đưa ra sau khi Mỹ đã bật đèn xanh cho Ukraine. Cụ thể, sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đồng ý cho Ukraine dùng vũ khí tầm xa của mình tấn công Liên bang Nga, Pháp và Anh cũng đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa SCALP và Storm Shadow với mục đích tương tự. Như vậy, lực lượng vũ trang Ukraine hiện có thể tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga không chỉ bằng tên lửa ATACMS của Mỹ mà còn bằng SCALP và Storm Shadow. Trước đó, truyền thông phương Tây đưa tin rằng chính quyền của ông Biden đã quyết định cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do Mỹ cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga. Trong nhiều tháng, Ukraine đã yêu cầu Mỹ cho phép điều này, nhưng Mỹ luôn giữ lập trường thận trọng về điều này. Tuy nhiên, chỉ 2 tháng trước khi ông Donald Trump nhậm chức, Tổng thống Biden đã quyết định ủng hộ yêu cầu của Ukraine. Trong tuần trước, Ngoại trưởng Ukraine Sybiha đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Hai bên đã thảo luận về vấn đề phê duyệt các cuộc tấn công tầm xa. Sau cuộc gặp, ông Sybiha nói rằng ông lạc quan thận trọng liên quan đến quyết định này. Ukraine có thể tấn công các mục tiêu Nga bằng tên lửa ATACMS trong những ngày tới. Bình luận về động thái của Mỹ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh rằng Tổng thống Putin đã nêu ý kiến của mình về vấn đề này. Vào tháng 9, ông Putin cho rằng lực lượng Ukraine không có đủ khả năng thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp nếu không có sự hỗ trợ từ bên ngoài. Ông nói vấn đề không phải là có cho phép Ukraine tấn công Nga bằng những vũ khí này hay không, mà vấn đề là sẽ quyết định liệu các quốc gia NATO có trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột quân sự hay không. Ông Putin cũng nhấn mạnh rằng nếu phương Tây cho phép các cuộc tấn công này, Nga sẽ đưa ra những quyết định phù hợp để đối phó với các mối đe dọa. Tại khu vực Kursk, quân đội Ukraine đã tập trung một lượng lớn binh lực và trang thiết bị đạt kỷ lục. Theo hãng tin Bloomberg Mỹ, nhờ vào lực lượng này, quân đội Ukraine sẽ có thể cầm cự tại Kursk trong vài tháng, thậm chí là lâu hơn. Chính quyền Ukraine quyết tâm giữ vững Kursk bằng mọi giá, sau đó sử dụng nó để đổi lấy lãnh thổ ở miền đông Ukraine. Nga đã ra lệnh phải tái chiếm Kursk trong vòng 2 tháng trước khi ông Trump nhậm chức. Để nhanh chóng đẩy lùi quân đội Ukraine, quân đội Nga buộc phải điều động sư đoàn dù tấn công số 76, lực lượng tinh nhuệ và sẵn sàng chiến đấu nhất của mình đến khu vực Kursk nhằm tăng cường khả năng tấn công. Đồng thời, quân đội Ukraine cũng đã điều lữ đoàn mạnh nhất của mình là lữ đoàn cơ giới hạng nặng số 17 mới được tái tổ chức đến đây. Đây là lữ đoàn hạng nặng duy nhất của Ukraine được trang bị khoảng 60 xe tăng và 60 xe chiến đấu bộ binh, bao gồm 2 tiểu đoàn xe tăng, 2 tiểu đoàn cơ giới hóa và 2 tiểu đoàn bộ binh. Hiện tại, cả Nga và Ukraine đều đã triển khai các lực lượng chủ chốt của mình đến Kursk. Dự kiến trong 2 tháng tới, mức độ ác liệt tại đây sẽ vượt qua miền đông Ukraine, biến khu vực này thành một cối xay thịt khổng lồ. Theo nhà quan sát Yuri Podolyaka, ông nhận thấy các báo cáo chiến sự mà các chỉ huy tiền tuyến Nga gửi lên có sự khác biệt lớn so với tình hình thực tế. Ví dụ trên tuyến Pogrebki đến Malaja-Lonia, các chỉ huy tiền tuyến Nga báo cáo rằng họ đã tái kiểm soát Ogoka, Nova Sorochina và Staraja Sorochina. Tuy nhiên, thực tế là quân Nga chỉ mới tiến vào Nova Sorochina mà chưa kiểm soát được nó. Dưới các đợt phản công không tiếc tổn thất của quân đội Ukraine, quân Nga chịu tổn thất rất nặng nề. Đồng thời, trong số 2 đội tấn công Nga bị bao vây tại khu vực rừng do phản công của quân Ukraine vài ngày trước, một đội đã bị quân Ukraine tiêu diệt hoàn toàn, trong khi đội còn lại vẫn đang cố gắng cầm cự. Đồng thời, cuộc tiến công của quân Nga tại Novo Vanoka đã bị binh sĩ Ukraine đẩy lùi. Quân Ukraine thậm chí đã tiến vào khu vực phía đông của ngôi làng này nhờ sự hỗ trợ từ Malaja-Lonia. Quân tiếp viện của Ukraine trước tiên di chuyển từ Suza dọc theo đường cao tốc đến Malaja-Lonia. Sau đó tiếp tục tiến lên dọc theo đường từ Malaja-Lonia đến Novo Vanoka hỗ trợ tấn công. Quân Ukraine liên tục sử dụng các đợt phản công mạnh mẽ để làm suy yếu các cuộc tiến công của quân Nga. Mặc dù quân đội Nga đã tiêu diệt một số lượng lớn xe bọc thép NATO của Ukraine, nhưng mỗi khi cuộc phản công của quân đội Ukraine bị đánh bại, họ sẽ phát động một làn sóng phản công mới. Lực lượng dự bị liên tục được triển khai để kịp thời bổ sung vào những tổn thất, giúp duy trì sức ép chiến đấu. Mặc dù quân đội Ukraine đã phản công thành công tại Novo Vanoka, nhưng có thể họ không kịp giải cứu phần còn lại của lực lượng Ukraine phía Bắc đang bị bao vây trong cánh rừng lớn phía Nam Ogoka. Theo kênh Telegram Nordwind, quân đội Nga đã hoàn toàn bao vây khu rừng lớn này. Bộ binh Nga đang tiến hành các cuộc càn quét cuối cùng trong khu vực. Các lực lượng còn lại của Ukraine từng cố gắng phá vòng vây từ hướng đông, nhưng đã bị không quân và pháo binh Nga hợp lực tiêu diệt, buộc phải rút lui trở lại khu rừng.
hiện tại quân Nga đã dồn toàn bộ lực lượng vào việc tiêu diệt tàn quân Ukraine trong khu rừng này. Một khi khu vực này được kiểm soát hoàn toàn, lực lượng Nga sẽ có thể giải phóng binh lực để triển khai ở các khu vực khác. Ngoài ra, quân đội Nga còn tập trung lực lượng về hướng Plekhovo, nơi đã trở thành khu vực giao tranh chính trên chiến trường Kursk. Với sự tiến công của quân Nga, khoảng cách đến tuyến hậu cần chính của quân Ukraine tại Kursk ngày càng gần. Nếu Nga có thể cắt đứt tuyến hậu cần này hoặc sử dụng hỏa lực tầm gần để phong tỏa khu vực, điều đó sẽ là ngày tận thế đối với quân đội Ukraine tại Kursk. Hiện tại, quân Nga đã kiểm soát 90% khu vực Plekhovo và các đơn vị tiên phong đã tiến tới làng Kurilka, nơi chỉ cách tuyến hậu cần của Ukraine 5 km. Trong quá trình giành quyền kiểm soát Plekhovo, quân Nga đã tiêu diệt một nhóm lính đánh thuê nước ngoài gồm 50 người Ukraine. Trong 24 giờ qua, tổng số tổn thất của quân Ukraine tại Kursk lên đến 430 người, tương đương với một tiểu đoàn. Đây là con số thương vong trong ngày cao nhất trong vòng một tháng qua. Điều này cũng phản ánh mức độ ác liệt ngày càng gia tăng trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Quân đội Ukraine đang tiến hành chiến dịch săn lùng các hệ thống phòng không của Nga ở khu vực chiến tuyến, trong đó họ đặc biệt chú ý tới hệ thống phòng không Buk-M2, loại tên lửa có tỷ lệ đánh chặn cao nhất. Theo đó, quân đội Ukraine dường như đang tập trung tấn công các hệ thống phòng không của Nga trên khu vực tiền tuyến trong thời gian gần đây. Nhiều hệ thống phòng không dã chiến tầm trung của quân đội Nga như Buk-M1 Beach hay còn gọi là cây sồi đã bị quân đội Ukraine sử dụng tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS của Mỹ viện trợ để tấn công. Và dường như các hệ thống phòng không này đã trở thành mục tiêu chính của quân đội Ukraine trong thời gian qua. Trước đó, quân đội Ukraine cũng đã sử dụng các loại tên lửa hành trình tấn công tầm xa Storm Shadow và Scalp Easy mà Anh và Pháp viện trợ, cùng với tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS để tấn công các hệ thống phòng không tầm xa của Nga như S-300 và thậm chí là cả S-400. Hiện chưa biết chính xác quân đội Ukraine muốn làm gì khi tấn công các hệ thống phòng không của Nga. Nhưng một số nhà phân tích suy đoán rằng quân đội Ukraine có thể đang chuẩn bị cho chiến đấu cơ F-16 ra khu vực tiền tuyến chiến đấu. Trước đó, một chiếc F-16 đầu tiên của Ukraine vừa tham chiến đã bị bắn hạ, có khả năng bị trúng tên lửa phòng không của Nga. Hiện chưa có thông tin để xác nhận suy đoán này, tuy nhiên quân đội Nga đã xác nhận rằng phi công lái máy bay tiêm kích bom Su-34 của lực lượng không quân chiến thuật Nga, đại úy Aman Kazimkovic đã thiệt mạng khi hành quân vào ngày 3 tháng 10. Đại úy Kazimkovic là phi công số 1 lái tiêm kích bom Su-34 thuộc Trung đoàn Không quân Hỗn hợp Cận vệ số 2 thuộc Sư đoàn Không quân 21. Trung đoàn này được thành lập vào năm 2015 và được trang bị máy bay tiêm kích bom Su-34 đóng tại sân bay Sago, tỉnh Chelyabinsk. Đại úy Kazimkovic không chỉ là phi công mà còn là người dẫn bay của Sở Chỉ huy Trung đoàn. Thông tin mới nhất của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ cho biết, do một số lượng lớn hệ thống phòng không của quân đội Nga đã bị phá hủy trong chiến tranh, cùng các vấn đề như thiếu hụt các bộ phận và linh kiện nhập khẩu, quân đội Nga có thể phải đối mặt với việc thiếu hụt vũ khí phòng không. Các hệ thống phòng không của quân đội Nga gồm nhiều loại, trong đó có nhiều hệ thống phòng không tầm xa, có khả năng đánh chặn máy bay chiến đấu của Ukraine tiếp cận khu vực chiến tuyến. Việc quân đội Nga mất đi khả năng phòng không mặt trận sẽ đe dọa sự an toàn của các lực lượng chiến đấu ở tuyến đầu và máy bay chiến đấu của họ ở gần tiền tuyến. Phải thừa nhận rằng, mặc dù các mục tiêu ở sâu trong lãnh thổ Nga liên tục bị tấn công bởi UAV cảm tử do quân đội Ukraine phóng đi, nhưng ở khu vực tiền tuyến, năng lực phòng không dã chiến của quân đội Nga tương đối mạnh, khiến lực lượng không quân Ukraine buộc phải hoạt động cách xa khu vực chiến tuyến. Liên quan đến khả năng tấn công mặt đất, nếu đúng như những gì mà Viện Nghiên cứu Chiến tranh đề cập, cùng với việc phương Tây liên tục chuyển giao các máy bay chiến đấu F-16 và nhiều bom dẫn đường và tên lửa hành trình hơn cho Ukraine, thì khả năng tấn công của không quân Ukraine đang tiếp tục được tăng cường. Chắc chắn đây không phải là điểm lành cho Nga. Tuy nhiên, điều này không cản trở hoạt động của lực lượng phòng không Nga ở thời điểm hiện tại. Theo thông tin do Bộ Quốc phòng Nga công bố, Phó Chỉ huy một đơn vị phòng không của Nga có mật danh là Taiga cho biết, hệ thống phòng không Buk-M1 của đơn vị ông đã đánh chặn hơn 10 tên lửa HIMARS loại không điều khiển, chỉ bằng một tên lửa Buk. Trong quá trình tiến công cứ điểm Oleda, địch đã bắn một loạt đạn pháo phản lực HIMARS, khoảng 12 quả. Đơn vị đã phóng đạn tên lửa đánh chặn Buk vào mục tiêu gần nhất. Sau khi bay trúng mục tiêu đầu tiên, các mảnh vỡ rải rác đã phá hủy hàng loạt đạn HIMARS, Taiga cho biết. Taiga còn tiết lộ, đơn vị phòng không của anh ta đã tiêu diệt hàng chục mục tiêu trên không và hệ thống phòng không Buk-M1 có thể đánh chặn rất hiệu quả các mục tiêu như là tên lửa và UAV. Đơn vị của Taiga đầu tiên bao gồm các binh sĩ nghĩa vụ, sau đó họ đều ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga và trở thành lính hợp đồng. Hiện cũng chưa thể xác nhận thông tin này. Bộ Quốc phòng Nga thường xuyên đưa ra những thông tin như vậy và khẳng định có bao nhiêu tên lửa tấn công mặt đất, tên lửa và bom dẫn đường của Ukraine mà hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn thành công. Nhưng ngược lại, không thấy tin tức tương tự do Bộ Quốc phòng Ukraine đưa ra.
có vẻ như chỉ xét về mặt tuyên truyền, hệ thống phòng không tầm trung của Nga mạnh hơn các hệ thống phòng không của phương Tây được quân đội Ukraine trang bị như Aristi và NASAM để đánh chặn bom dẫn đường và tên lửa của Nga. Không phải ngẫu nhiên sau khi kết quả bầu cử Mỹ 2024 ngã ngũ với phần thắng thuộc về ông Donald Trump, quân đội Nga liền tức tốc phản kích lớn ở Kursk. Các dấu hiệu từ lực lượng quân sự và giới chức Nga cho thấy Moscow đang dồn sức xóa bỏ lá bài mặc cả của Ukraine tại Kursk và không muốn đóng băng xung đột với đối phương vào lúc này. Trong những ngày gần đây, Nga tấn công đặc biệt dữ dội ở tỉnh Kursk, nơi Ukraine đột kích mãnh liệt vào tháng 8 năm 2024. Việc Nga gia tăng tấn công tại đây có khả năng cao là do họ đang nỗ lực giành lợi thế trước khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ và hối thúc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Mặc dù Nga đã giành lại được nhiều đất đai bị mất tại Kursk, cho đến lúc này lực lượng Ukraine vẫn bám giữ đáng kể lãnh thổ tại đây. Quân đội Nga mở đợt phản kích mới tại Kursk vào ngày 7 tháng 11 vừa qua, tức là chỉ 2 ngày sau thời điểm diễn ra bầu cử Mỹ, với lớp lớp quân nhân Nga xông vào công phá các vị trí do Ukraine chiếm giữ. Tình báo Mỹ ước tính phía Nga còn có khoảng 11.000 binh sĩ Triều Tiên tham gia trợ chiến. Rất có thể Nga đặt ra mục tiêu đảm bảo rằng một khi bước vào đàm phán chỉ có phần lãnh thổ Ukraine chứ không phải lãnh thổ Nga bị đem ra thương lượng. Konstantin Dreychukov, tổng biên tập của tờ Gazeta, nói với tờ Washington Post rằng rõ ràng Moscow sẽ không khởi động đàm phán chừng nào họ chưa đẩy được những người lính Ukraine cuối cùng ra khỏi Kursk. Ông Dreychukov cho biết thêm, Tổng thống Nga Putin không muốn đối phương sẽ sử dụng Kursk làm lá bài mặc cả và cũng không muốn từ bỏ bất cứ vùng lãnh thổ mà quân đội Nga đã chiếm được kể từ khi họ phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Vị tổng biên tập nhấn mạnh, gần đây Tổng thống Putin đã khẳng định rằng bất cứ thỏa thuận nào cũng cần phải phản ánh thực tế trên chiến trường, hàm ý Nga quyết tâm lấy lại Kursk vốn thuộc chủ quyền của Nga. Trả lời phỏng vấn của truyền hình nhà nước Nga, Ngoại trưởng Lavrov dường như chủ động bác bỏ các đề xuất đóng băng xung đột và chiến tuyến hiện nay giữa Nga và Ukraine, giống như đề xuất của những người cận kề Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Ông gọi đề xuất đóng băng xung đột là còn tệ hại hơn cả thỏa thuận Minsk sau cuộc đối đầu quân sự ở miền đông Ukraine vào năm 2014. Blogger quân sự Nga Mikhail Vinchuk, chủ nhân của kênh Telegram Ryba cho rằng ông Trump có thể dùng việc Ukraine chiếm đóng tại Kursk để gây áp lực lên Nga. Tuy nhiên, ông Vinchuk dự đoán Nga sẽ giành lại toàn bộ Kursk trong thời gian ngắn sắp tới. Vinchuk nói rằng, tôi tin rằng trong bất cứ trường hợp nào, vấn đề Kursk sẽ được giải quyết trước khi ông Donald Trump nhậm chức. Vinchuk mô tả đợt tấn công gần đây của Nga là làn sóng phản kích thứ ba. Theo ông, đợt phản kích này có khả năng xóa sổ lực lượng dự bị và hậu cần của Ukraine ở tỉnh biên giới Sumy giáp Nga và giúp Moscow giành lại một số khu định cư. Trong khi đó, Pasi Paronen thuộc nhóm phân tích tình báo nguồn mở Blackbird, Phần Lan cho biết, Nga đang bao vây lính Ukraine tại Kursk từ ba hướng và quân Nga có nguy cơ mất dần quyền kiểm soát đối với khu vực này trong những ngày tới. Phía Ukraine cho biết, sau hơn một tuần tấn công ác liệt, Nga mới giành một số thành quả khiêm tốn và hứng chịu tổn thất không nhỏ về binh sĩ và trang thiết bị. Oleksandr, 39 tuổi, thuộc đơn vị quân báo hoạt động ở Kursk, phục vụ lữ đoàn 82 của Ukraine cho biết, binh lính Ukraine tại khu vực này trong những ngày gần đây đã phá hủy hơn 50 xe quân sự của Nga, bao gồm xe thiết giáp chở quân và cả xe tăng. Artem Efanov, trác thủ UAV thuộc lữ đoàn 82 nói trên cho hay, anh ta đã chứng kiến cảnh binh sĩ Nga bị kẹt trong đầm lầy và các con sông. Địa hình nhiều bùn lầy đang cản đáng kể bước tiến của quân Nga. Efanov cho biết thêm, những cư dân Kursk phải sơ tán do chiến sự tại đây hiện đang tỏ ra không hài lòng về tốc độ tiến quân của Nga tại khu vực này. Mặc dù bác bỏ ý tưởng đổi đất lấy hòa bình, Kiev vẫn dõi theo tình hình chính quyền ông Trump tương lai và muốn duy trì kiểm soát lãnh thổ Kursk của Nga càng lâu càng tốt để có lá bài mặc cả trên bàn đàm phán với Moscow. Ukraine và phương Tây hiện đang đoán ra đoán non về ý đồ của Tổng thống Nga Putin. Liệu ông ấy có tính đến đàm phán hay không khi các lực lượng Nga đang thắng thế ở nhiều nơi trên chiến trường? Kamali Grant, cựu trợ lý Tổng thư ký NATO nhận định, Tổng thống Putin có thể tin rằng mình đang trong chuỗi thắng liên tiếp và do vậy nếu ông ấy đàm phán vào lúc này, yêu sách của ông ấy sẽ rất cao. Kamali Grant chia sẻ thêm, vẫn cần phải quan sát thêm liệu tuyên bố của ông Putin về yêu cầu tối đa chỉ là chiến thuật đàm phán hay là vì ông ấy xác định rằng Nga không thể nhượng bộ hơn nữa do đã chấp nhận đánh đổi nhiều thứ trong cuộc xung đột vũ trang với Ukraine. Rob Lee, nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại có trụ sở ở Philadelphia, Mỹ cho biết, có lẽ rằng Ukraine muốn lấy Kursk làm đòn bẩy cho đàm phán, nhưng Kiev đã bị tổn thương nhiều trong các tháng qua. Mức độ tổn thất của Ukraine gia tăng từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 9 khi các đơn vị giàu kinh nghiệm của họ được điều sang Kursk.
Ông Lee cũng nói thêm rằng lực lượng Nga đã tiến nhanh tại Ukraine trong 3 tháng qua với tốc độ hơn hẳn bất cứ thời điểm nào khác tính từ năm 2022. Cựu quan chức ngoại giao hàng đầu của Kiev cho biết việc Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump áp đặt các điều khoản hòa bình không thể chấp nhận được có thể gây bất ổn cho đất nước từ bên trong. Ukraine có thể phải đối mặt với tình trạng bất ổn dân sự và thậm chí là sụp đổ toàn diện nếu Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đảo ngược chính sách của chính quyền trước đó là hỗ trợ vô điều kiện cho Kiev. Cựu Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cảnh báo, việc ông Trump đắc cử vào ngày 5 tháng 11 đã làm dấy lên lo ngại ở Kiev rằng Washington sẽ chấm dứt viện trợ tài chính và quân sự, đồng thời sẽ buộc nước này phải thực hiện một thỏa thuận bất lợi với Nga. Nếu tiền cạn kiệt, một động lực mới sẽ xuất hiện và không phải tất cả đều xảy ra trên chiến trường. Đúng là nếu không có nguồn tài trợ, Ukraine có thể mất hoàn toàn vị thế, ông Kuleba viết trong một bài bình luận. Ông cho rằng Ukraine có thể lao vào xung đột dân sự nếu Mỹ buộc nước này ký một thỏa thuận hòa bình tồi tệ. Nếu chính quyền Trump sau đó áp đặt các điều khoản hòa bình khó chấp nhận đối với Ukraine và nếu ông Zelensky đồng ý, một bộ phận xã hội Ukraine sẽ phản đối. Tình trạng bất ổn trong nước sẽ có nguy cơ khiến đất nước sụp đổ từ bên trong, ông Kuleba viết. Ông Kuleba gợi ý rằng một diễn biến kịch tính như vậy sẽ mang lại cho Tổng thống Nga Putin chiến thắng mà ông mong muốn từ lâu, coi Ukraine là một quốc gia thất bại. Ông Kuleba gợi ý, đồng thời cảnh báo rằng ông Trump không thể để Ukraine thành Afghanistan của ông. Trong suốt chiến dịch tái tranh cử, ông Trump tuyên bố rằng ông sẽ nhanh chóng làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa Kiev và Moscow mà không nêu rõ các điều khoản có thể xảy ra. Trong cuộc tranh luận trên truyền hình với Phó Tổng thống Harris, ông từ chối trả lời trực tiếp câu hỏi liệu ông có muốn Ukraine thắng hay không. Tôi muốn chiến tranh chấm dứt, ông nói vào thời điểm đó. Vào tháng 6, Reuters đưa tin hai cố vấn của ông Trump đã vạch ra kế hoạch đạt được lệnh ngừng bắn dựa trên chiến tuyến hiện tại. Tuy nhiên, chiến dịch tranh cử chính thức của ông Trump không đưa ra đề xuất cụ thể. Kiev từ lâu đã nhấn mạnh rằng một thỏa thuận hòa bình lâu dài chỉ có thể dựa trên công thức hòa bình của nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky, trong đó bao gồm việc khôi phục biên giới năm 1991 của nước này. Nga đã bác bỏ toàn bộ các điều khoản này, nhấn mạnh rằng Ukraine nên từ bỏ nguyện vọng gia nhập NATO để trở thành một quốc gia trung lập và từ bỏ yêu sách của mình đối với Crimea và các khu vực khác đã bỏ phiếu gia nhập Nga. Nói chuyện với Thủ tướng Đức Olaf Scholz qua điện thoại, ông Putin nhắc lại rằng cuộc xung đột là kết quả trực tiếp của chính sách gây hấn lâu dài của NATO trong việc phớt lờ những lo ngại về an ninh của Nga.